Chúng ta học về quan sát phân tích đúc kết. Chúng ta học về bốn cách xem tướng, tức là sơ đồ xem tướng, để hiểu là thần khí và hành vi thái độ sống nó quan trọng hơn bộ vị. Từ nãy mấy cái bức hình chúng ta xem các cái kiểu ánh mắt ấy, đấy chính là thần. Chúng ta lắng nghe giọng nói của họ chính là khí. Còn toàn bộ ngoại bộ vị là cái thứ chúng ta bổ sung vào để kiểm chứng thêm. Bộ vị là cái thứ rất dễ để mình đặt câu hỏi. Nhìn cái bộ vị đó là mình đặt câu hỏi được. Nhưng mà bộ vị thì độ đáng tin nó không cao bằng thần khí. Độ đáng tin nó không cao bằng hành vi và thái độ của họ được lặp đi lặp lại. Tất cả những cái hành vi mà nó cứ lặp đi lặp lại nó chính là nghiệp. Nên hành vi mà thái độ sống các bạn quan sát đủ lâu thì đấy chính là nghiệp của một con người. Nghiệp là thói quen đấy. Nó lặp đi lặp lại là thói quen thôi. Mà các bạn biết rồi, chiến thắng thói quen là thiên nan vạn nan. 100 người nghiện thuốc chỉ có khoảng 5 người bỏ được thôi. Còn 95 người bị thói quen nó cuốn đi. Nên tại sao cái quyển 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt nó thành công? Vì rèn thói quen tức là rèn nghiệp. Thay đổi được một thói quen xấu thì một thói quen tốt chính là chuyển nghiệp. Chính là chuyển nghiệp. Thần. Thần là thói quen của suy nghĩ. Thần là thói quen của tư duy. Thần tức là tinh thần, tức là tâm thần, tức là cái cốt lõi của một con người, cái phần hồn. Thần thì xem thần độc và thần tĩnh, thần bất túc và thần hữu dư. Thần nó chia thành bất túc và hữu dư. Thần bất túc là thần thiếu, thần hữu dư là thần có dư. Người dư thần thì thường là cuộc sống của họ nó mạnh từ bên trong, nên nó bình an, nó bình tĩnh. Người thiếu thần tức là yếu ở bên trong, nên nó bất an, nó lo lắng. Nên thường người thiếu thần thì động, người dư thần thì tĩnh. Tuy nhiên một số tướng võ dư thần mà động. Trương Phi là dư thần mà động, thì động quá lâu thần hết thì chết. Trương Phi là một người rất hay nóng tính, rất hay động. Mặc dù uy lực của một hổ tướng là dư thần, nhưng về sau thì bị chính lính của mình đó lấy giáo đâm chết. Vì thần lộ, mắt lộ, lông mày mọc ngược, mắt thì trợn không nhắm lại được, ngủ không nhắm được mắt. Miệng thì hay đi quát chửi binh lính và hay uống rượu, tức là nhiều thói quen xấu, nên về sau đoạn thọ. Mặc dù uy lực rất lớn, hết sập cây cầu, tức là thần khí rất mạnh. Nên chúng ta để ý, thần mình có dư đi chăng nữa, nhưng vẫn phải là thần tĩnh mới tốt. Còn thần có dư mà nhảy sang thần động là có vấn đề liền. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy sinh một cái đứa nhỏ ra, nó động hay nó tĩnh. Một đứa con nít là mấy năm đầu động hay tĩnh, động muốn chết luôn nhé. Nên giáo dục là làm cho nó tĩnh trở lại. Mà muốn làm cho nó tĩnh thì nó không bao giờ nó tĩnh đâu. Vì động là nó dư năng lượng. Vậy muốn cho nó tĩnh phải làm cho nó chuyển hóa năng lượng. Nếu nó không chuyển hóa được năng lượng, nó sẽ hướng năng lượng vào những thứ tiêu cực. Trộm cắp, cờ bạc, nổi loạn tuổi tin là đều thể hiện là dư năng lượng. Rồi những cái động đó về sau này đã thành tính cách của nó, thành thói quen của nó, thành nghiệp lực của nó là xong phim cuộc đời mình. Nên muốn dạy nó tĩnh thì phải dạy nó trong động, nó có tĩnh, là người cao thủ. Rồi từ từ mới dạy nó thuần tĩnh được. Ví dụ các bạn cho nó chơi một trò chơi, mạo hiểm leo lên trên cao, rồi đi từ cái cây cột này sang cây cột kia. Vậy là khi chơi trò chơi là động hay tĩnh? Là động. Nhưng mà leo lên trên cao thì nó run, nó sợ, là động hay tĩnh?
bắt đầu phải tính lại thì mới leo được. Động không dám leo. Động leo lên đến khoảng 6 mét thôi, con không leo con xuống ấy. Còn cái đứa mà nó đủ bản lĩnh leo lên được 9 mét, 10 mét, rồi nó đi từ cái cột này sang cột kia, mặc dù có đai an toàn nhưng nhiều đứa không dám đi. Vì đi là phải tĩnh mới đi được. Nên đây là những cái trò chơi mà trong động có tĩnh. Vì đã là con nít các bạn không thể nào cấm, nó không chạy được. Chạy nhảy là mặc định của nó ăn rồi nó chẳng có nghĩ gì. Nó ăn và nó lớn nên nó dư năng lượng và cho nó vận động. Vậy làm sao cho nó vận động mà trong động có tĩnh là thành công? Các bạn để ý cái môn tennis hay cái môn cầu lông là trong động cái chất tĩnh không rõ nét. Nhưng mà học võ là trong động có tĩnh rất rõ. Đứng tấn là động hay tĩnh? Tĩnh. Đi quyền là động, nhưng mà lúc đứng tấn là tĩnh. Lên đài đấu là động, nhưng mà bình tĩnh để mà đấu thì lại là tĩnh. Còn lo lắng mà đấu là thua ngay. Nhưng cái môn võ là cái môn rất tuyệt vời, là trong động có tĩnh. Còn hầu hết các môn thể thao là trong động không có chất tĩnh. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi phải thiết kế những cái trò chơi ở tuổi Đức á, là thiết kế trò chơi làm thế nào để mà trong động có tĩnh. Trò chơi trên cao là đặc thù trong động có tĩnh. Cái đứa nào mà leo lên trên cao mà nó bất an là nó không đi được nữa, không chơi được. Còn cái đứa nào mà trong lòng nó bình an rồi thì nó chơi mấy trò trên cao, nó chơi phăm phăm. Nên những cái trò càng mạo hiểm chừng nào thì chất tĩnh càng cao. Nó muốn vượt qua mạo hiểm thì đầu tiên nó phải an cái tâm nó mới vượt được chứ. Trong tâm nó đầy hồi hộp, lo lắng, bất an là nó đâu đi được. Các bạn hình dung à, cầm một cái bát nước mà nó đi xung quanh cái phòng này này, mà trong cái phòng này mình vẽ thành một cái sơ đồ rích rắc để những cái cục gạch, những cái chai nước dựng đứng lên, mà nếu chân nó chạm vô thì cái chai nó bể, nó đổ xuống là nó phải chơi lại từ đầu, thì lập tức nó thành cái trò chơi trong động có tính. Nó chỉ ẩu một chút là phải chơi lại, nên nó phải đi rất kỹ, cái sự kỹ lưỡng trong từng bước đi là tính. Nhưng trò chơi thì vẫn đang động. Thì cái người nào hiểu cái này này thiết kế trò chơi rất hay. Nên các bạn thấy con đại bàng rất rõ, nó vồ cái con rắn biển là động, nhưng mà nó vồ nhưng các bạn thấy nó bình an như không, chẳng thấy nó lo lắng cái gì. Con chim sẻ mổ cái hạt thóc lại thấy đầy lo lắng bất an. Một con là trong động thì bị lo lắng, bị động. Còn một con thì trong động có tĩnh, khác nhau rất nhiều. Rồi đến khi nó xử lý xong con rắn biển, nó bay về tổ, nó đè con rắn xuống, nó mổ ra cho con nó ăn, nó bình an như không. Động tác nó cứ từ từ, chẳng có gì vội vàng cả. Cái đó là trong động có tĩnh. Phải cái gốc của nó là tâm tĩnh lặng, còn cái vỏ của nó là thân thì vẫn hành động. Còn cái người mà kém là tâm dao động và tâm và thân hành động. Còn cái người mà nội lực mạnh nhá, thần mạnh nhá, là tâm tĩnh lặng và thân vẫn hành động. Thì cái này ở ngoài đời nó gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mình sống trong dòng đời, mình vẫn phải biến đổi theo dòng đời, nhưng tâm vẫn cứ bình an như không. Thì sống như vậy tự nhiên các bạn hạnh phúc thôi, đầy bản lĩnh với đầy hạnh phúc. Rồi, đây là thần hữu dư và thần bất túc nha. Chúng ta mới nhìn tiếp này. Thần hữu dư, mắt trong trẻo, mục quang linh hoạt tự nhiên, có thể thu tàng hay phát lộ tùy ý. Nhìn người mà ánh mắt không thiên lệch. Nhìn người mà ánh mắt không thiên lệch, tức là nhìn thẳng hay liếc xéo. Thẳng. Chụp hình bây giờ chúng ta chụp hình thẳng hay chụp hình liếc xéo? Selfie. Xéo hay thẳng là chính? Xéo là chính. Nhưng nữ chụp hình xéo nhiều hơn nam, nên nữ thần bất túc hơn nam. Còn các bạn mà muốn chụp hình mà nó nghiêm túc đứng đắn, gọi là trong nhân tố nó gọi là đoan chính, là phải chụp hình thẳng này này. Mà siêu thẳng nó gọi là chụp hình chứng minh nhân dân, hình 34.
nên cứ lên Facebook mà cứ đăng hình chứng minh nhân dân là rất nghiêm túc.